mọi người, chào mọi người đến video của Ý. Mình không biết á, là từ đây tới lúc mình đi săn thì mình sẽ quay được bao nhiêu cái video cho mọi người nữa. Nhưng mà lúc bây giờ khi mà mình ngồi soạn đồ cho cái giỏ đi săn của mình đó, thì mình nhớ ra là thôi mình quay một cái video cho mọi người vui. Tới thời điểm này thì mình đã bầu được hơn 8 tháng rồi. Thời điểm này thì nó rất là phù hợp để mình soạn một cái giỏ đồ đi săn. Mình sẽ có rất là nhiều đồ ở đây. Có một cái mình tiếc thôi là tại vì em bé của mình là con trai, cho nên là đồ ở đây mọi người sẽ nhìn thấy là màu trắng hoặc là màu xám hoặc là màu xanh, màu vàng, không có một cái màu hồng nào hết. Mình rất thích đồ màu hồng nhưng mà mình không có mua một cái đồ màu hồng nữa. Để cho nó gọn hơn thì mọi người nhìn thấy mình có chuẩn bị những cái túi như thế này. Xong rồi sau đó thì mình sẽ ghi tên lên cái túi đó để ghi những cái món mình đựng trong cái túi đó. Mục đích đó là thứ nhất nó gọn. Mình chia ra rất là nhiều những cái túi, mọi người có thể mua những cái túi này ở trong siêu thị, ở trong cửa hàng tiện lợi. Những cái túi mà phân hủy sinh học á thì nó vừa an toàn mà nó cũng không có đắt đâu. Mọi người rất là tiện, mình có thể tái sử dụng nhiều lần trước khi mà mình không sử dụng được nữa. Đó, mình chia ra sẵn rồi. Nhờ chồng mình làm. Anh ơi. Bỏ vô giùm em chứ. Đáo cà phê. Đây. Thì đáo cà phê đây. Em bé của mình tên là cà phê nha. Là áo kem cà phê. Đáo cà phê. Đó. Thì mình sẽ bỏ vào những cái túi như thế này, nó sẽ rất là tiện để mình khi mà đem đi á, lúc mà mình đi săn thì chắc chắn là mình sẽ rất đau đúng không? Mình sẽ đau lắm và lúc đó thì mình sẽ không còn đủ trí nhớ. Coi cái gì mà cười. Nhưng mà anh sẽ không có phân biệt được khi mà để nhét hết chung tùm lum thứ. Nên là mình phải chia ra như vậy. Cái túi này là cái túi rất quan trọng dành cho anh. Túi đồ đi kèm cà phê. Nhiều thiên liêng đó nên dành cho anh. Không, cái cúc đẻ là thiên liêng dành cho em rồi. Còn mấy cái cúc mà nó quan trọng hơn là dành cho anh. Đây, anh có thể. Lúc mà mình đau quá mà y tá hay là vớ của. Đây, vớ của Yến. Có như đây thôi mà làm mày bự vậy. Đó, thì nó rất là tiện để người nhà của mình có thể tiện tay lấy. Ngày xưa mình nhớ mẹ của mình đi săn em mình á, thì mẹ mình mang hai cái giỏ bự lắm. Nhưng mà bây giờ thì không cần mang giỏ bự gì đâu, thì nó nặng. Và có nhiều thứ mình phải tìm rất nhanh ở trong bệnh viện, như nước nóng, không cần mang bình thủy. Mình chỉ cần mang một cái bình cách nhiệt là đủ rồi. Mày tả mà. Bảo biển cũng được, cái này nào cũng được, anh khó khăn quá. Mình nghĩ là cái khúc mọi người soạn đồ đi săn, mọi người nên kêu chồng của mọi người vô làm giống vậy nè, chứ mình đừng tự làm cho mọi người. Thật ra là bụng mà tầm 8 tháng hơn rồi mọi người, nó vừa nặng nè, nó vừa sao á, nói chung là nặng mệt. Em bé đạp mà kiểu như là tung trưởng không á, đạp cái nào là thốn cái đó luôn. Cho nên là mình cái nào nhờ được mình cứ nhờ hết, chứ đừng có cố gắng cố sức làm gì, đúng không ạ? À, cái này là cái mà mình mang rất là nhiều. Nên là bỉm của cà phê, tại vì người ta nói là một ngày em bé có thể sử dụng tới 10 cái lận. Nên mình mang 30 cái. Mình mang ở đây 5 đôi bao tay và 5 đôi bao chân cho cà phê. Và 3 cái nón. Mấy chục cái khăn, khăn này gọi là khăn gì ta? Khăn xô, mấy chục cái khăn xô. Đây, nghe không? Nhờ anh bỏ cái giớ thì mà anh cũng bỏ sót không à. Hồi nãy em đưa cho anh rõ ràng, em đưa sót rồi, giờ đổi thừa cho chồng rồi. Trời, em thương vợ mình nhớ, ngon lỡ mang giớ nó lạnh rồi sao? Mang 5 cái khăn bự. À, có một chiếc khăn màu hồng dễ thương quá. À, có một cái mà mình người nhớ mang đó là mấy cái thanh sữa. Sợ là sữa chưa về kịp á thì mình sẽ pha sữa trước khi mà cà phê nó khóc um sùm la um sùm vì đói. Mấy cây mà chơi. Tại vì giờ lỡ mua cái bì vậy rồi thì để xài, chứ không lẽ giờ bỏ đi mua cái bì mới. Xong rồi đúng không? Rất gọn mọi người, như vậy là xong rồi. Một cái giỏ chưa đầy nữa, mình sẽ còn thêm một bình sữa nữa. Nhưng mà mình đang thấy tiệt trùng rồi. Em thứ gì vậy? Thứ gì đâu? Đâu? Trước em mới mua cái gì đó. Em tưởng là mua này chuẩn bị đi săn chứ. Đâu nè, có cho bao tay bao chân, cho em cà phê một thứ 5 đôi. Tả, vớ. Đâu thiếu gì nữa đâu. Trời giờ mới lấy cho con. Để trước kêu mua đi săn nè. Mua cái gì nữa? Ngoài những thứ mà mình vừa kể ở đây, mọi người nhìn thấy là nó không có nhiều á. Nhưng mà thật ra là khi mà em bé chuẩn bị cho em bé sắp chào đời, mua rất là nhiều. Bữa sau thì mình sẽ quay cho mọi người xem máy móc. Em đặt online đó rồi nói anh. Anh kêu là đồ gì, chuẩn bị đi săn gì đó, bắt người ta trả tiền không? Mặt nạ mọi người, cái này. Ủa? Mặt nạ? Bữa nay đi săn cũng thấy có mặt nạ đó. Vô cho bác sĩ không nhận ra mình. Cái này là mặt nạ đắp trước khi đi săn chứ không phải là trong đi săn cái nhầm á. Cái này là đắp trước khi đi săn. Nói chung mà bữa dụ anh bắt anh trả tiền. Thì cái giai đoạn gần săn nó mệt quá, nó nặng nề quá thì cũng phải cho vợ mình tân trang một chút, làm đẹp một chút. Thì mà không lẽ giờ em nói anh em có đặt cái mặt nạ làm đẹp á, người ta giao cho anh trả tiền cho em nha. Thì chồng mình nói chung là mất công nó lấn cấn chỗ đó, nên giả bộ mình nói cái này nó là quan trọng lắm. Đi săn là phải mang theo để anh cảm thấy trời vợ mình dễ thương quá, chuẩn bị kỹ càng cái thứ. Sợ thật ra cái mặt nạ này xịn lắm á, em cũng có dự định đắp cho anh đắp chứ bộ, mà tại em phát hiện nó sớm quá.
Cái này á là mình chuẩn bị cho thời gian mình có bầu á, mình dùng mặt nạ của Diba O'Neil. Tại vì cái mặt nạ này nó rất là an toàn và nó có thể sử dụng được cho ba bầu. Nó được làm từ một từ collagen tươi và collagen thực vật chứ không phải là động vật nha mọi người, rất là an toàn, được kiểm định bởi Viện Phẫu Quốc gia luôn. Và khi mình đắp á, mình sẽ có cảm giác là trời, giống như là nó thần kỳ lắm. Tại vì lúc mà mình lấy mặt nạ ra thì mặt nạ rất là dày, nhưng mà khi mình đắp á, một tiếng sau thì mặt nạ sẽ mỏng. Ngày xưa trên thị trường có một cái mặt nạ mà đắp 4 tiếng đồng hồ mới xảy ra cái hiện tượng đó, nghĩa là dưỡng chất và collagen thấm hết ở trong da của mình luôn. Nên nói với anh luôn á, để anh cảm thấy là anh trả tiền kiếm quay. Thì cái mặt nạ đó tên là Diema Matrix thì nó mất tận 4 tiếng để đắp lận. Nhưng mà cái mặt nạ này á, của Diema O'Neil thì mất chỉ có khoảng 60 phút tới 70 phút để đắp thôi. Thì 60-70 phút đó mình có thể làm thời gian 15 đó. Phút thôi. Đâu, thấy chồng mình chưa? Chồng mình là xuyên đắp mặt nạ lắm. Nên rất là rành, biết là đắp mặt nạ chỉ 15 phút thôi. Nhưng mà đặt nạ đắp 1 tiếng là mình sẽ thấy là toàn bộ dưỡng chất nó thấm hết vô mặt của mình. Đã lắm. Nghe gì? Có thử không? Chứ bình thường là đắp 1 tiếng luôn á hả? Đúng rồi, nhưng mà có một cái mặt nạ nó cũng là collagen á, nhưng mà đắp tới 4 tiếng lận rất là mất thời gian. Thì cái Diema O'Neil này chỉ mất có 1 tiếng thôi, nhưng mà những cái hiệu quả mà nó mang lại rất xịn nha. Một tuần đắp á là da mình sẽ sáng hơn, căng hơn. Rồi sau 2 tháng là da mình những cái rãnh nhăn nó sẽ giảm đi. Đắp thử đi, xong rồi vài bữa mua thêm cho vợ mình. Thế đắp thử nè, qua đây cho đắp thử. Vô đây em đắp cho. Ủa, thiệt hả? Thiệt. Trời ơi, dù sao chồng của mình cũng... Bỏ tiền. Đầu tư. Đầu tư xin lãi. Nè. Okay. Cái mặt nạ, anh thấy bự hơn bình thường không? Cái tàn, nó sẽ có 2 miếng. Thế là em kêu mặt anh bự hả? Mọi người thấy bự hay không? Mọi người coi video là mọi người biết. Nó sẽ có 2 lớp, 2 mặt như thế này nè. Và rất là xịn nha. Tại vì á, cái miếng mặt nạ này á, nó sẽ có một miếng mica trong đây giữ, mà em rút ra em bỏ nó lại nè. Đó, thấy không? Để giữ miếng mặt nạ. Ừ, mọi người thấy không? Đó, để cho chắc cái miếng mặt nạ. Xong rồi á, cái miếng mặt nạ này á, nó có hai, còn có một cái miếng để giữ lại nữa, hai lớp bên ngoài. Đó, chỗ này là chỗ khoét miệng. Có cần đắp môi không? Có, tránh khẩu nghiệm. Mình sẽ có một cái mặt mà nó chưa, nó có cái vân oval mọi người. Nè, đó, nó sẽ có một cái vân oval như thế này. Và một cái mặt trơn thì cái vân oval này khi mình đắp trên mặt của mình á, nó sẽ giúp cho cái mặt nạ này giữ được chắc. Nghĩa là trong một tiếng đắp đó mình có thể làm gì cũng được hết á. Nhưng mà đắp lại thì em đang chờ này. Đó. Mình sẽ đắp cái mặt oval luôn cho. Em nói là cái mặt anh trơn quay mà nó không tin. Anh ngồi xích qua đây để em chờ tội nghiệp em. Đó. Như thế này. Sẽ vuốt lên. Đó. Kiểu giác đầu tiên của anh như thế nào? Khi đắp mặt nạ lên mát, rất mát đúng không? Mát mà chờ hơi lo. Từ từ, gì đâu mà vợ mình bồ mì, từ từ mình sẽ dư cái miếng này đây. Đó. Thì em đắp lên cho anh tận hưởng đây, rồi em chỉ cho mọi người gì đó. Đó, nhớ nha, đắp mặt oval hết là phải mua chen nó, em đắp cho anh một miếng này đó. Đó. Sao có một miếng mà lại mời mua thêm? Anh đừng có ngước mặt cao quá, nó không có rớt, đừng sợ anh... Nó không có rớt mà, nó chắc lắm. Tại vì nó có thiết kế oval để giữ chắc á. Xui ghê. Ủa vậy hả? Nó không giống mấy cái mặt nạ bình thường khác đâu. Mấy cái mặt nạ khác thì tại vì cái mặt anh hơi tròn nên nó rớt thôi. Chứ cái mặt nạ nó không có rớt. Ý là trên mặt anh to nữa như vậy. Mặt anh phúc hậu. Đó. Giận không? Vuốt lên, qua đây. Ồ, hay lắm anh, nó không có đắp hết được mặt của anh. Để em từ từ được, từ giận từ quá. Để em miết cho nó chắc vô. Giận rồi, không đắp. Đắp đi. Nè, vuốt lại nè. Đắp thì đắp đi, bớt khẩu nghẹn cho cái miếng cái chỗ này cho em nè, em đắp lên cái chỗ cái miệng em nè. Phải miết cho nó chắc nè, nó có bị thét hơi ra như vậy đó. Nó không có chắc được. Anh đừng bóp ngước cái đầu nó, cái bụng em nó cứng cà phê mà anh cứ... Nhưng mà nó có rớt không? Không, chắc chắn là nó không có rớt. Vậy đúng không? Nó không có rớt, rất là chắc. Ghê. Thấy không? Rất là chắc mà nó cứng.
rất là đắt miếng khác nha. Nè cái miếng này dư nè. Ê cái chỗ này sao nó cứ nó không dính nè em. Từ từ nè thì lấy hai con mắt nè. Do cái mũi cũng bự. Ê cái mũi người ta cao thôi, mũi cao thôi. Thôi lấy cái miếng hai con mắt nè. Đặt vô đây. Đó, anh thấy là cái mặt nạ dày không? Một chút nữa em anh nằm chơi game hay ngủ hay là làm gì đó xong rồi cái nó sẽ mỏng đi, đã lắm á. Tưởng đắp mắt rồi chứ. Chứ không, em sẽ đắp cái miệng thì mất nói. Anh cảm thấy sung sướng không? Nhưng mà chỗ này mũi anh cao quá này nó tức anh ghê á. Sao vậy? Cái mũi cao, cái mặt thì bự tức dễ sợ. Còn cái mặt anh bậy. Anh quay đây cho mọi người nhìn. Không đắp nữa. Thôi. Giỡn bên đây nè. Đắp ở đây thì đắp cái gì ta? À, đắp ở chỗ này. Nói chung tận dụng cho cái mũi nó hơi cao nên là không có đủ. Ok, anh ngồi im đó anh nhìn em nè. Anh tặng em miếng này em đắp cho cái miệng em bớt khổ này trên mặt anh quá trời. Mà anh thấy mát không? Bình thường là đắp mặt nạ là anh phải ngồi cứng đơ do là nó sẽ bị rớt. Nhưng mà cái mặt nạ này rất là dễ lấy, nhưng mà chỉ cần lấy một cái. Đó, thì cho xịn chưa? Đắp miếng nữa hả? Không, em chứ. Ờ vậy hả? Trời ơi, mặt nạ này của em mà anh. Em nhìn nè, nó rất dày nha. Thấy không? Đắp xong tí xíu nó thấy nó mỏng đi đã lắm. Em sẽ đắp ở trên trước. Anh biết tại sao em đắp cho anh ở dưới trước không? Để anh bớt khẩu nghiệp đi. Nè cái mặt mình nó có oval như thế này nè, mình sẽ đắp ở trong. Hiểu không? Nó cho mình hai cái miếng giữ như này nè, để cho mình không có làm rách. Đó, đắp lên dưới này. Như em chưa lột cái miếng ngoài đúng không? Đúng rồi, em sẽ đắp lên dưới này nè. Đó, để cho nó định hình cái mặt của mình đã. Không rách sản phẩm nữa. Tại vì nó từ collagen tươi nên rất là dễ bị rách. Nó mềm á. Đó, ghê chưa? Nhìn ngầu ha. Nó còn oval, nó sẽ dưỡng chất, nó sẽ đi vô đường oval hả? Không phải, cái thiết kế oval nó làm cho cái mặt nạ giữ trên da của mình chặt hơn. Tại mình đắp 1 tiếng lần mà không lẽ 1 tiếng luôn. Còn cái mỏ nó không dính luôn kìa. Nghiệp nhiều quá. Nó vớt cho không khí nó ra hết thì nó mới giữ chặt. Cái này là anh nghĩ là do cái mũi em tẹt quá, ý anh là vậy gì? À không, nó bành, à không, ý là nó không có được hít vô trong thôi. Anh thấy em liếc anh không? Không thấy gì hết, có hai miếng này em đắp luôn đây nè. Đó. Đã chưa. À, giờ nằm ra tầng ngưỡng hả? Thật ra anh có thể làm gì cũng được á. Anh cảm thấy là vợ mình đắp cho mặt nạ cho mình thấy sướng không? Ừ. Mình có yêu vợ mình hơn chút nào không? Em thấy nó bao phần mát mát hơn rồi nè. Mát lắm á. Cái chỗ đó đó. Bớt nói, bớt nghiệp. Giờ nằm ra tận hưởng. Nhưng mà sao tận hưởng đó? Lý do em mua cái mặt nạ này là tại tận hưởng được 1 tiếng, lượng sướng chết. Đây là tụi mình sau 60 phút. Này Dũng nhìn giống Avatar trong phim Avatar. Trời ơi, anh thấy nó mỏng đi nhiều không? Trời ơi, chỗ này nó như tàn hình, như không có đắp gì luôn nè. Ghê không? Trời ơi, thấm không khô hết trơn. Anh cũng vậy nè. Ngày khúc này anh đắp mặt nạ mà anh khổng nghiệp với em quá làm chi. Em lột thử nha. Hôm nãy đắp vô buồn ngủ quá, ngáp một cái nó đắp toát ra luôn. Đúng kiểu là đắp lên siêu sướng luôn á. Cái xong rồi hai vợ chồng ngủ quên. Gỡ đây nha. Mình gỡ dưới trước đi. Mình gỡ ở rồi, dưới nhìn ngầu hơn nè. Trời nó rất là cái okay. Trời nó mỏng như thế này nè mọi người. Trời ơi mát lắm anh, rồi thử đi gì nè. Da anh mát lắm á. Nhưng mà thiệt mát mà nó sáng lên nữa. Trời ơi đã lắm luôn á. Đó. Thấy khác không? Không mà bây giờ anh ngồi xích vô nè. Cái phần anh đừng nhăn trán, cái phần này á là có mặt nạ với phần này không nè. Trời cái phần này nó sáng mà nó căng lên nữa nè. Trời mặt anh mát lạnh luôn á, đã quá. Ừ.
ơi đã quá, kiểu như là đắp xong cái mặt của mình nó sáng hơn, xong rồi nó kiểu siêu siêu đã luôn á, kiểu như là nó mát quá nhìn. Video này là kết thúc rồi, tụi mình sẽ kết thúc cái video ở đây. À, ở trên trang của Nhãn Hàng đang có một cái giveaway, nên là mọi người sẽ tham gia trên đó để mình có thể nhận mặt nạ, tham gia cái giveaway để mình nhận mặt nạ miễn phí, xong rồi mình lấy về mình đắp, mình chia cho người yêu chồng của mình đi đắp, còn nếu mình không có người yêu thì mình đắp một mình. Anh cũng có thể tham gia để nhận mặt nạ đem về tặng em. À, thì mình thấy sao cái chỗ nào mà nó có thì nó chán cắn, còn mấy cái chỗ này nó không dính này, nó đang thui cái lỗ mũi luôn á. Thì rõ... sao em lấy hai miếng nam dán ra đây trước nha. Thì rõ ràng là cái chỗ nào mà mình có mặt nạ là da mình sáng hơn, trắng hơn, thấy không? Thấy không? Còn chỗ này không có mặt nạ thì nó bình thường. Thì giống như kiểu mấy chị nó tạo khối vậy. Xin chào, hẹn gặp lại những video lần sau. Bye bye.